Mọi người ơi, mình gặp vấn đề lớn rồi. Thì như các bạn đã biết thì mình có chị gái, đó chính là Sammy Dao. Chị gái của mình bị bắt trong ngục tù Roblox. Và chị ấy còn gửi cho mình mật thư nữa. Hãy cứu chị Sim ơi, chị đã bị cảnh sát Roblox bắt đi rồi. Cứu chị với. Vậy là chị mình đã gặp nguy hiểm hả? Và bây giờ nhiệm vụ của mình đó chính là giải cứu chị gái Sammy Dao của mình bị bắt oan uổng ở trong nhà tù Roblox đó mọi người. Mang danh em gái xinh đôi của Sammy Dao, mình có thể để chị gái mình bắt cóc trong nhà tù được. Ý thôi các bạn ơi. À mà khoan, trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được 5 lượt like và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ giải cứu Sammy Dao tôi. Let's go. Mà bây giờ không biết kiếm chị gái mà ở đâu ta. Nói cho cái gì vậy? Truy nã Sammy. À thì ra đây chính là gọi là chị ta chú cảnh sát bắt cóc chị gái của mình nè. Nè chú cảnh sát. Hả? Cảnh sát này còn là con dịch nữa chứ. Quá đáng thật mà. Nè chú cảnh sát dịch ra, tại sao chú lại bắt cóc Sammy hả? Trời ơi, đúng là chú đã bắt nhầm người rồi. Bây giờ nếu chú mà không thả chị gái của con ra, con nhất định sẽ con nhất định sẽ mét ba mẹ. Chú sợ chưa? Bắt gì cười? Lỡ manh động xíu thôi, chú cảnh sát bắt mình vô tù luôn các bạn. Giờ là chị gái mình nên giải cứu mình hay là bây giờ là mình nên giải cứu mình ta? Mình cũng không biết nữa, nhưng không sao. Dù sao vào đây cũng hay mà, bây giờ mình vào được đây chắc chắn mình có thể giải cứu chị gái của mình. Ok, chị ra mà chị đợi đó, nhất định em sẽ giải cứu chị. Ok. Trời ơi, nghĩ sao bắt cóc chị gái tôi vậy hả? Trời, tính ra cái ông cảnh sát thì cũng xàm nữa. Tôi chị ngồi lớn tiếng xíu thôi mà ông bắt tôi vô đây luôn. Trời đất ơi, tôi chỉ muốn giải cứu chị gái tôi thôi mà. Mình để ý trên tường có rất nhiều mũi tên các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi theo hướng mũi tên nha. Ok. Ok. Hình như có một ai đó đã vượt một các bạn ơi, nên cái thanh sắt này bị cắt đi nè. Thằng thanh con này. Im lặng nha. Hình như có ông cai ngục kìa. Không biết nhỏ Sammy Dao đâu rồi ta. Thiệt tình kiếm nó đẩy chữ không có. Không biết nó trốn đi đâu nhờ. Tức ghê trời. Ông ta thấy mình vậy? Hình như cái ông cảnh sát này bảo là Sammy đang trốn. Tức là chị gái mình cũng đang trốn hả? Ui trời ơi, sao chị trốn vậy? Em vô đi cứu chị mà. Bây giờ làm sao để chạy qua đó ta? Thôi cứ chạy liều thôi. Chú có chắc tôi vậy? Ủa cái gì vậy? Đừng nói trong này ai cũng trốn nha. Ơi chú ơi, cháu bị dính chân, chú đừng bắt cháu. Trời ơi, cháu gì vô đây giải cứu chị gái cháu thôi. Chú ơi đừng bắt cháu. À con nhỏ này dám trốn ngục sao? Đứng lại cho ta. Đứng lại tôi bắt vô nè. Đứng lại. Ơi cháu có bị gì đâu, cháu có phạm tội gì đâu. Đừng bắt cháu. Thôi ok. Không, chạy các bạn ơi, chạy nhanh ơi. Chú cảnh sát đã không biết gì nữa. Ôi, bực mình á, con nhỏ kia đâu rồi ta? Mới thấy chạy đi mà. Ôi, bực mình quá à. Ôi, ok. Đi tiếp. Ôi, ok. Ôi, hình như là có người thoát khỏi đây nên có gọi là vẽ mấy cái mũi tên này nè. Trời ơi, cảm ơn ai đã thoát khỏi đây vẽ mũi tên giúp mình nha. Ôi, cẩn thận nha. Đi mà không cẩn thận là té xuống đây là đi lại từ đầu các bạn. Đó. Phải đi thật cẩn thận. Đấy, ok. Không biết ai là người thoát khỏi cái nhà tù đầu tiên ra. Đừng nói là chị gái mình nha. Trời ơi, em vô đây kiếm chị mà chị thoát khỏi đây là em không biết kiếm chị sao á. Ôi, ở đây có cái quạt mọi người ơi. Ôi, cái gì đây? Dummy, trời ơi, tưởng tên là Sammy. Trời ơi, hello bạn Dummy. Hello bạn ngốc nghếch nha. Trời ơi, sao bạn này không chung vượt ngục của bạn này đứng yên vậy ta? Bạn ơi, sao bạn không vượt ngục tiếp vậy? Thế là xong rồi, cuộc đời của mình vậy là xong rồi. Sẽ không ai cứu được mình cả, mình sẽ ở đây mãi mãi. Trời ơi, bạn có gì mà bi thảm dữ vậy? Trời đất ơi, mình bắt oan là mình thoát ra khỏi đây thôi. Trời ơi, đi nè bạn. Trời ơi, cái bạn này cứ đơ đơ hoài à. Trời ơi, ui cái gì vậy? Eww, các bạn có nhìn kìa. Chất axit hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ai thả axit vô đây vậy? Trời ơi, tôi nghĩ nếu mà rớt xuống đây một cái nha là xác định là không còn cái xác luôn. Trời ơi, còn mỗi mấy mụi xương thôi các bạn ơi. Ôi, ở đây có cái cần gạt. Mình bấm cần gạt thì sẽ có một cái con đường đi ra. Trời ơi, hay quá. Mình quá thông minh luôn các bạn ơi. Trời ơi. Rồi, đi tiếp. Trời ơi, ui. Ôi, ở đây có một cái mũi tên. Mũi gì đây? Uống nước tăng lực hả? Nhông. Mũi gì vậy? Mình uống nước tăng lực vô mình chạy nhanh. Trời ơi, mình chạy như siêu nhân á các bạn ơi. Chiu. Wow, trời ơi, trong nhà tù có nước tăng lực kiểu này á.
Xanh dữ vậy. Ok ok, đây tôi đã có sức mạnh của siêu nhân chạy nhanh đây, Super Flash đó. Ui trời ơi, ui ước gì mình có sức mạnh này các bạn ơi. Đấy, cái này là mình đảm bảo là không ai dí được mình luôn các bạn ơi. Đấy, ui chạy 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 đó, thấy tôi ghê chưa, ghê chưa đó. Đấy chạy, ui hết chạy nhanh rồi, trời tiếc ghê á. Mình muốn có sức mạnh chạy nhanh chứ bộ. Ok ok, đi lên đây. Ồ Sama, chị đâu rồi? Em tới cứu chị nè, mà sao chị đi đâu mất tiêu rồi? Sama ơi, Sama. Chị gái mình vẫn chưa trả lời các bạn ơi. Rốt cuộc chị gái mình đang ở đâu? Ồ, đây là chỗ để gặp người thân nè. Có ai không ạ? Có ai đó tới thăm tôi không? Ôi, ui, mình phá được kính nè. Ồ, nhưng mà khoan, mà cái này là ở đâu ta? Từ từ tôi coi coi. Ồ, đây không mở được. Vậy là mình phải phá kính đi thật rồi các bạn. Vậy là mình phá kính đi thật các bạn ơi. Ui may quá, nãy mình phá kính không ai phát hiện. Có mình bị phát hiện đã mà bị bắt lại cho coi. Ok ok. Ui ơi, có mũi tên, mũi tên. Ủa cái gì nhiều mũi tên vậy? Ủa đi đâu? Ok mình sẽ đi theo cái mũi tên bên bên phải trước nha. Sam ơi, Sam, chị có ở đây không? Em tới cứu chị nè Sam ơi. Sam ơi, Sam ơi. Ôi, hình như ai cứu tên mình, đúng không? Ai cứu mình đúng không? Đang phải đâu, đang ngồi đây. Cái gì vậy anh ơi? Ở đây có cái chìa khóa màu xanh. Ủa, chìa khóa này làm gì ta? Ừ, không biết, thôi cứ lượm đi. Sao cái chìa khóa này xanh đi chăng cái tóc mình mọi người. Thằng cây con này. Simi nè, à cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi. Đứng lại cho ta, ta sẽ bắt ngươi vô ngục tù. Kha 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 kha. Đứng lại đi nhóc con. Ơi cái gì vậy chú? Trời ơi, con đã bảo là con không có làm gì hết trơn á. Con vô đây con giải cứu chị con. Trời ơi, chú sẽ tránh xa con ra đi. Trời ơi, sao cái chú cảnh sát này đuổi nhanh vậy? Trời ơi, còn chảy nước mũi nữa. Ok ok, mở cửa mở cửa. Mình có chìa khóa mà đúng không? Ôi, mở được chìa khóa rồi. Hên quá, hên quá. May mà có chìa khóa không là đảm bảo gì đó. Sao nó ở đây có cái chữ Zeus? Ồ, gì đó? Đường hầm bí mật. Wow, cái gì vậy ta? Ôi, có đường hầm bí mật. Trời ơi, không ngờ cái nhà tù này nhiều đường hầm bí mật dữ vậy. Ok, Sam ơi, trong mày vang dữ vậy. Sam ơi. Trời ơi, vẫn chưa nghe tiếng sao các bạn ơi. Sợ gì ta? Ú trời đất quỷ thần ơi, cái gì vậy? Á! Ôi! Trời tôi bay sát luôn mấy bạn ơi. No, oh my god. Ok bây giờ cẩn thận. Ôi cái này chém vô cái là người mình không có gói cái gì luôn. Ok ok ok. Ở đây có cần gạt. Hai cần gạt. Ok ok, hai cần gạt đúng không? Chạy qua. Bấm. Rồi ok ok. Trời ơi, cẩn thận, con chuẩn bị chém. Cẩn thận nha. Chém cái là giờ còn ấy, ghi ra còn mỗi cái xương thôi các bạn. Ok, bấm. Đó, ok ok. Đấy, qua được nè, qua được. Rồi cái gì đây? Ủa, rồi cái này sao đi qua? Món này sao đi qua? Được, 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 được. Ủa, cái chỗ này là cái gì vậy? Hay là, ủa, cái này là thổi chơi thôi à? Ôi, à, đau quá à. À, cái này là lửa hả? Ủa, rồi sao đi qua? Hai mình cứ đi qua nhanh nhất có thể. Ok ok. Hai, đừng có thổi sim, ok ok, rồi tiếp tục lấy gì đây? Ui. Trời ơi các bạn nhìn kìa, toàn là gai gốc quá. Ê, ghê quá. Ok. Trời sợ quá. Ôi trời, tiên tới đoạn này xem rung mê các bạn ơi. Ok, nếu bạn nào xem tới đoạn này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5.000 like để giúp cho Sim giải cứu được chị gái của mình nha. Và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ Sim sẽ tiếp tục giải cứu chị gái của mình thôi. Ok, rồi, ok ok. Trời ơi, cái gì mà ghê dữ vậy. Ui, trời các bạn nhìn nè. Đi vô là lũng rồi sao. Trời ơi, đó, ui trời, nó đâm kìa. Ui trời kinh dị quá đi trời ơi. Ok ok, rồi đi qua. Cẩn thận, đúng là nhà tù khó nhất trong Roblox có khác. Trời ơi, nhìn nó kinh quá trời quá đất luôn. Đấy, ok. Thôi, ở đây có sợi dây. Ôi, có sợi dây rồi, yes. Trời ơi, mà sao nãy chưa thấy chị gái mình ta. Rồi, ok ok. Ôi, trời ơi, xích lũng đầu cái gì đây. Số này cảm giác nó xì gãy. Ôi, nó gãy thật. Ôi, nó gãy.
gãy các bạn ơi, nó gãy. Ủa sao nó hết gãy rồi? Ôi, ủa gì vậy? Ê, ôi chú cảnh sát nữa, trời ơi chú ơi, sao chú đuổi con hoài vậy? Trời ơi chú ơi, sao chú đuổi con hoài vậy? Sao chú không tha cho con vậy? Chừng nào nhóc chịu vô nhà tù thì ta mới chịu tha. Đi vô đây. Trời ơi chú này dai quá mấy bạn ơi, chú này nhất quyết phải bắt mình vô tù mấy bạn ơi. Trời ơi, con đã bảo rồi con không có làm gì hết trơn á, con vô đây con giải cứu chị con mà chú không nghe con. Ôi trời ơi, sợ quá bạn ơi. Ôi cần gạt à, chú không đuổi được con đâu, con còn trẻ con chạy nhanh hơn chú nhiều. Bấm, ôi hên quá trời ơi bạn ơi. Ok ôi Sam ơi, chị đâu rồi, em nhớ chị quá. Trời ơi, ổng, ôi sao là ổng nữa trời. Ủa gì đây, lần này mình phải quánh ổng mà. Rồi giờ sao giờ Sim không có vũ khí. Ủa sao mình có mấy miếng gà vậy? Đừng nói mình. Bây giờ mình ném mấy miếng gà này vô mặt với ta chú này nha. Trời ơi, chú ơi từ chú đừng quánh con không làm gì hết trơn á. Ok, số cầm. À, làm sao đây? Trời ơi, giờ sao quánh? Sao cầm bút được? Cầm bút được. À, mình có cầm rồi. À, ném. Ném chú nè, chú muốn sao hả? Con ném gà vô mặt chú nè. Gà nè, gà tươi nóng hổi dành cho chú luôn. Bum. À, con nhỏ mèo xin mi đạn ghét này dám ném gà vô mặt ta sao? Đứng lại, ta quánh ngươi mấy rồi nè. Đứng lại. Vậy trời ơi, nghĩ sao mà cháu đứng lại vậy? Ơi, ném chú nè, trời ơi. Chú đừng có đuổi cháu nữa. Nè, bum. Đó, sợ chưa? Ui! Trời ơi, chú tan thành mây khói luôn. May quá, thì ra là cách tiêu diệt chú này là phải ném gà vô mặt chú ấy hả? Chú cảnh sát hả? Trời ơi, tiêu diệt chú cảnh sát dễ vậy sao? Ôi, laser, cẩn thận. Ok. Cẩn thận. Ok, đã qua nha. Rồi, trời cái gì mà nhiều dữ vậy? Ôi, trời mấy bạn mà không đi cẩn thận nha là cái laser đã cắt ngang mấy bạn luôn á. Ui, gì đây? Ôi trời ơi, có ai đó đã vượt qua đây rồi các bạn ơi. Sam ơi, chị đâu rồi? Em kiếm dài không có. Trời ơi, ai ác độc với chị tôi quá. Ui, bấm cái cần gà. À, là bây giờ mình cầm mấy cái tấm ván gỗ này để đi qua đúng không? Mình nhảy được không? Mình xác. Ủa, rồi cái đó đi sao? Từ. Vậy là bấm lại nè. Rồi, bây giờ mình bấm nè. Rồi mình à, hiểu rồi. Là mình sẽ dùng mấy cái tấm ván này mình đi qua đây. À, ok, cái này dễ. Ê, đó, quá là dễ luôn. Đây, tôi sẽ cho các bạn học trích của tôi này đó. Mình sẽ để cái này ở đây. Ôi. Không có gì cả, mình có thể làm lại được. Đây, ok. Ok, làm lại thôi, trời có sao đâu. Trời, này là mình giả bộ thôi. Chứ sao mình có thể nút gì được đúng không? Đây, ok, mình hạ xuống này. À, mình làm lại nha. Ok, bây giờ mình sẽ ok rồi. Cái này làm sao ta? Qua cái này mình thấy cũng hơi khó nha. Đó, ok rồi, bây giờ mình mình bắt qua đây. Trời ơi, tôi làm gì cho khó trời đó. Trời ơi, Sim hay gọi là chơi mấy trò mà làm khó game đó mấy bạn đó. Trời ơi, dễ vậy không làm đấy. Ok, chúng ta đã qua đây rồi nha. Ok rồi. Vẫn chưa thấy chị gái của mình. Trời ơi chị ơi, rốt cuộc là những người này đã bắt cóc chị đi đâu hả? Ê, cái gì đó? Ôi trời ơi, cái gì đây? À, con nhỏ mèo Jimmy này, cái muốn trốn khỏi ta sao? Ta sẽ bắt cóc hai chị em ngươi vô đây vĩnh viễn và không quay, mà ta sẽ cho ngươi nghỉ làm channel YouTube luôn. Cái gì? Nghỉ làm channel YouTube sao? Ông nghĩ ông có thể ngăn cản tôi sao? Còn lâu. Thôi, bắn quả trứng gà. À, ổng đỡ nè, bắn. Ui, đỡ tiếp. Ê, ông này khô nha bạn, chú này khô nha. Trời, nhưng mà con nhanh hơn, chú có làm sao nhanh bằng con được. Ui da, chạy. Ui, đỡ tiếp. À, nhất định con sẽ giải cứu con ra khỏi đây với chị gái của con. À, chú ấy sắp chết rồi. Ý, chú sao? Hả?
Không thể nào, ta không thể đổ tuôn con nhỏ mẹ sinh bị yếu đuối này đâu. Không bao giờ. Trời ơi, chú nói vậy chú không ngượng hả? Chú chơi nguyên một con robot mà con chỉ cầm cái súng trứng gà bắn chú thôi. Chú mãi mãi không bao giờ thắng được con đâu. Hôm nay chính là ngày tàn của chú, bởi vì chú đã bắt cóc hai chị em con. Hơi, hơi. Sao ơi? Ủa, cũng sức khỏe làm sao nha?